Hello, con back to my channel Start Skill được không? Các bạn cùng mình khám phá thế giới đầu tiên nào. Chapter 12. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, Mr.Hopp. Thank you.
Ring cây. Đây là chiếc chìa khóa này, các bạn mở cửa đằng sau ra. Ok, let's go. Và đây là lọ thuốc, các bạn sẽ đi đằng sau. Sau đó thì sẽ tẩm vào thức ăn của lợn mà ông ta đang nuôi ở sau nhà này. Let's go. Go over. I think I heard a noise around here. Okay, let's go. Ah.
house here. Time to see me at the door of the farm. Sau đó thì các bạn sẽ dẫn cô gái này đi gặp ông bác sĩ. Dẫn bác sĩ vào trong nhà kho. I want one. I want one. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Horobala. Let's go. We'll be right back.
biết nó bắn nhau đâu. Oh my god, đi luôn. Wow, anh chàng này bắn khá là hay. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. Tiêu diệt những zombie đằng sau. Ok. Ok, tiếp tục nào. Mr. Ninja. Mạnh lên một chút nữa. Yeah.
不是来我来了Mr.Hopp. xuất hiện và bây giờ các bạn phải chạy về phòng ok chờ em Sleep. Rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Mr.Hopp hào hài. You woke us all up again. Did you have a bad dream again, Esther? It's not just a bad dream, Isaac. It's the same dream. Let's go. Esther! Down here!
finally. Do you want to play hide and seek with us? That wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. Three, two, one. Coming. Ready or not. Mr. Hopp, you wait here. Oh, not fair! As usual, I was the best at hiding. I don't think you're allowed to move to different hiding spots. It's not fun playing with a cheat. A cheat? You two are lucky. I am even playing with you right now. Can we please keep the noise down? Don't you know this is a library? Yes, Miss Beverly. Awful children. It's not like anybody else is in here. We can go somewhere else. I'll go get Mr. Hopp. Oopsie. I must have left you too close to the edge. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Let's go. Oh my god. Người sao nhanh đến mức độ vậy mà mình vẫn bị đai. Lại là ok. Oh my god. Mạnh đến mức độ vậy mà vẫn xa. Thả. Mạnh quá. Oh my god. Thua rồi. Wow.
mạnh quá. Đây chỉ tầm đạt một nửa thôi. Ok. Nửa tiếp. Wow. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.